Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu tiếp mấy cái công cụ chỉnh sửa màu ở trong Photoshop. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm quen với công cụ Dark Tone. Công cụ Dark Tone là công cụ giúp chúng ta chỉnh sửa hình ảnh ở góc độ là làm sáng những cái vùng ảnh mà công cụ nó di vào. Đấy, thế thì công cụ này thì nó sẽ lưu ý mấy việc như thế này. Một là cái tham số exposure này, chúng ta sẽ có cái tham số là từ 0 cho tới là 100, và tham số càng lớn thì cái khi mà chúng ta di lên trên vùng hình ảnh thì nó càng làm sáng cái vùng hình ảnh đó nhanh. Thứ hai là nó sẽ phụ thuộc thêm vào một góc độ nữa là cái thời gian mà chúng ta di lên trên hình ảnh nó lâu hay mau. Đây, ví dụ tôi quét qua một cái thì nó sẽ chậm thôi, nhưng mà nếu mà tôi di lâu thì càng lâu thì nó lại càng làm cái vùng hình ảnh này nó sáng lên nhiều. Đấy, và ở đây chúng ta lưu ý có một số các cái chế độ khác nhau. Thì bình thường mặc định của chương trình nó để cho chúng ta ở chế độ mid-tone. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có hai chế độ nữa là chế độ shutdown và chế độ highlight. Với những cái chế độ này thì nó sẽ làm sáng theo cái cung cách hơi khác nhau một tí. Ở mid-tone là ở cái tông trung bình thì chúng ta di vào đâu thì nó sẽ làm sáng lên đến đó. Nó cũng không phân biệt nhiều giữa vùng trung bình, vùng sáng hay vùng tối. Miễn là khi chúng ta di vào thì nó sẽ làm sáng lên như thế này. Còn nếu mà chúng ta để ở chế độ shutdown thì nó đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ làm sáng cho cái vùng ảnh bị tối. Nó sáng lên nhanh hơn và nhiều hơn so với các vùng ảnh sáng và vùng ảnh trung bình. Đấy, nếu như chúng ta di vào các vùng tối thì nó sẽ làm các vùng đó sáng lên nhanh hơn, nhiều hơn. Đấy, còn ngược lại là nếu chúng ta để ở chế độ highlight thì những cái vùng ảnh mà thuộc khu vực sáng thì nó sẽ được làm sáng lên nhanh hơn, mạnh hơn so với các vùng ảnh tông trung bình và tông tối. Ở trước đây thì cái công cụ này nó đã có khá là lâu rồi. Tuy nhiên ở một vài phiên bản gần đây thì chúng ta có được bổ sung thêm một cái checkbox, đó là cái checkbox Protect Tone. Khi tôi bật và không bật cái này thì nó khác nhau ở cái điểm gì? Khi tôi không bật cái này thì tôi có thể di cho tới lúc nào mà cái bức ảnh của chúng ta sáng đến mức độ sáng trắng ra, không còn nhận cái gì nữa. Đấy, nó sẽ không bảo vệ cho cái bức ảnh của chúng ta duy trì được một cái tính ổn định tương đối. Thế nhưng mà nếu chúng ta đánh dấu vào Protect Tone thì chúng ta có thể di, nó sẽ làm sáng đến mức độ cực đại có thể. Nhưng nếu mà nó thấy rằng là di thêm nữa mà có thể là nó sẽ trở thành trắng xóa ra thì nó sẽ không cho phép làm trắng thêm nữa, không làm sáng thêm ảnh nữa. Thì cái tùy chọn này, đây là một cái cải tiến rất là đáng giá của Photoshop, giúp chúng ta là làm sáng cái bức ảnh nhưng mà đồng thời nó không làm biến dạng cái tương quan tông màu giữa các khu vực đến mức độ đây như thế này là bị thái quá, đúng không ạ? Vùng sáng này là vùng sáng bị thái quá và nó không còn làm cho cái ảnh được nhận ra giống như ban đầu nữa. Nhưng ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có thể làm sáng cái bức ảnh lên nhưng nó cũng không bị đến cái mức độ là bị chói, bị lóa. Thế thì nếu như không có một cái ý định cụ thể nào đó thì các bạn nên giữ cái Protect Tone này để đảm bảo rằng là cái ảnh của chúng ta nó không bị phá ảnh đi. Thế thì cái công cụ này dùng thì cực kỳ đơn giản thế thôi. Các bạn chỉ việc là thiết lập exposure, độ mạnh của công cụ. Đấy, chỗ nào cần làm sáng nhiều thì các bạn di kỹ một tí, chỗ nào mà cần làm sáng ít thì di nhanh. Và tùy từng cái vùng hình ảnh mà chúng ta sẽ chọn lựa cái chế độ giữa mid-tone, shutdown hoặc là highlight. Thông thường thì người ta hay để ở chế độ mid-tone thôi. Trừ những cái trường hợp nào mà chúng ta có một cái ý tưởng cụ thể, chúng ta muốn làm mạnh hơn, kỹ hơn ở một vài cái vùng hoặc sáng hoặc tối thì chúng ta sẽ chuyển sang các tông sáng hoặc tông tối để chúng ta
làm việc cho nó đạt hiệu quả cao hơn đấy. Và luôn luôn tôi lưu ý là luôn luôn lưu ý là giữ cái phần protectome này cho tôi, đừng tắt nó đi, nếu không là nó sẽ bị sáng quá, nó sẽ bị chói như thế này. Thế thì cái điều chỉnh sáng tối là một vấn đề, đúng không? Điều chỉnh sáng tối là một vấn đề. Đôi khi chúng ta còn sử dụng nó ở trong những trường hợp là chúng ta chỉnh sáng cục bộ cho một cái khu vực nào đấy. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta gặp phải trường hợp là chúng ta chụp một cái ảnh mà bị ngược sáng, đúng không? Khi mà bị ngược sáng thì do cái độ sáng của cái background, cái nền sau lưng chúng ta, ví dụ chụp ngược sáng lên trời chẳng hạn đấy, hoặc là đằng sau chúng ta không có hậu cảnh đấy, thì thường thường như thế là cái khuôn mặt người chụp trong ảnh sẽ bị tối, rất khó nhận ra. Những trường hợp như thế thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái công cụ này, chúng ta kích nó lên một chút để cho nó dễ nhìn hơn. Tất nhiên là không thể chỉnh nó sáng trắng ra giống như là chụp phôi sáng được, như thế thì nó sẽ trông rất là buồn cười. Thế nhưng mà bằng cái cách này thì chúng ta cũng có thể là làm cho nó sáng lên đủ để chúng ta quan sát cái mặt người ở trong ảnh. Đây ví dụ chúng ta xem thử cái ảnh này. Đó, đây là một cái ảnh chụp ngược sáng. Và rõ ràng là cái hậu cảnh đằng sau nó rất là mạnh, ánh sáng nó rất mạnh. Do đó thì cái mặt của bé này là bị tối đi. Thế và chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là sử dụng cái công cụ của Dalton này, và chúng ta di nó vào trong cái khu vực khuôn mặt. Tất nhiên là nó sẽ đến một cái giới hạn nào đó đủ để mà chúng ta nhìn thấy cái khuôn mặt nó rõ ràng hơn, sáng hơn một chút so với cái ảnh gốc. Thế mà sau đó thì giữ như thế này, tại vì nếu mà làm cho nó sáng lên đúng như kiểu xuôi sáng thì nó không đúng với cái logic thông thường. Thế nhưng mà nhân cái này thì tôi lại nói luôn về một cái cách làm hơi khác một tí. Chúng ta cũng đã trao đổi với nhau một số cái nội dung trước đây là về blending mode đó, và trong đó thì cũng có những cái mà sẽ giúp các bạn chỉnh sửa những cái ảnh ngược sáng này tương đối nhanh và không mất nhiều thời gian đấy. Thì bây giờ các bạn quan sát lên đây, tôi hướng dẫn ngoài cái công cụ di vào để mà kích ánh sáng ở mặt lên thì chúng ta cũng có thể làm thêm một cái thủ pháp như thế này nữa. Các bạn là nhân đôi một cái layer này lên cho tôi đó, ví dụ thế này. Sau khi nhân đôi cái này lên thì thao tác làm của chúng ta vô cùng đơn giản, đó là chúng ta chuyển nó sang một cái blending mode, đó là blending screen. Khi tôi chuyển cái blending screen như thế này thì nó sẽ làm cho toàn bộ cái bức ảnh nó sẽ trở nên là sáng đều lên như thế này. Thế và việc của chúng ta bây giờ là xử lý thêm. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là kích sáng cái mặt thôi, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta sẽ phải loại trừ tất cả những cái phần mà bị sáng đều lên. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái công cụ. Đó, tôi sử dụng công cụ tẩy đi. Đó, và tôi sẽ thiết lập một cái tẩy tương đối lớn, biên thì mềm. Sau đó thì chúng ta sẽ tẩy, chúng ta xóa hết tất cả những cái phần khung cảnh xung quanh đi. Đó, đây. Các bạn quan sát sau khi tôi xóa đi thì rõ ràng là chúng ta đã có được một cái phần mà tương đối là sáng sủa như thế này. Đấy, hậu cảnh thì vẫn là hậu cảnh đằng sau, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà phần cô bé này thì tôi kích nó lên theo cái blending mode là screen đó. Và sau khi khuôn mặt nó cũng sáng lên như thế này rồi thì tôi sẽ tẩy bỏ tất cả những cái phần mà cái hậu cảnh của cái layer mà nhân bản chúng ta bỏ đi thì nó vẫn đạt được yêu cầu là gì đấy, hậu cảnh không bị sáng theo, thế nhưng mà đồng thời là cái mặt thì chúng ta đã duy trì được cái độ sáng tốt hơn so với ảnh gốc đấy. Tắt bật một chút thì các bạn sẽ nhìn thấy đấy, nếu mà cần thiết thì chúng ta sẽ tẩy kỹ hơn vào một số chỗ nữa, chúng ta chỉ để lại cái gì đấy ạ, chỉ để lại phần khuôn mặt thôi. Đấy, bản chất đây, chúng ta chỉ có để lại một chút cái phần khuôn mặt này thôi. Đấy là cái lớp nhân bản phía trên mà chúng ta đã chuyển cho nó sang thành cái chế độ screen rồi.
Thì với cái cách như thế này thì chúng ta kích cái độ sáng khuôn mặt lên rất là nhanh đấy, và nó cũng không bị cái tình trạng là sáng quá mà theo cái chiều xuôi sáng nữa, đủ để nhìn nhận được cái khuôn mặt này rõ ràng hơn. Và như thế này thì nó cũng sẽ không bị biến màu, không bị đổi tông nhiều. Thì với cách làm như thế này thì vô cùng nhanh để các bạn chỉnh sửa một cái ảnh bị ngược sáng. Thế thì vừa rồi là chúng ta đã trao đổi với nhau về cái công cụ gọi là công cụ Burn Tool. Xin lỗi, công cụ Dark Tool. Công cụ Dark Tool là làm tăng độ sáng cho bức ảnh. Bây giờ chúng ta nói tiếp tới cái công cụ thứ hai ở trong nhóm, đó là công cụ Burn Tool. Công cụ Burn Tool thì nó làm một cái thao tác ngược lại với công cụ Dark Tool, tức là nó tăng cái độ đậm, tăng độ sẫm cho các vùng ảnh khi mà chúng ta di công cụ lên những cái vùng ảnh đó. Thế thì về mặt nguyên tắc sử dụng thì nó cũng rất giống như là cái công cụ Dark Tool, đó là cũng có trường Exposure để chúng ta tăng hay giảm cái độ mạnh của công cụ. Chúng ta cũng có ba cái tùy chọn các khu vực trung bình, sáng, tối ở trong bức ảnh. Và khi chúng ta muốn làm cái khu vực nào mà nó trở nên sẫm hơn thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Burn Tool, chúng ta di vào cái khu vực đó. Di vào đến đâu thì chúng ta sẽ làm cho cái vùng ảnh ở đó nó tối đi, nó sẫm lại. Này, ví dụ các bạn nhìn thấy là cái ảnh của chúng ta nó đã trở nên sẫm hơn, màu hơn. Đấy. Và cũng tương tự như là công cụ Dark Tool thì các phiên bản về sau này nó cũng bố trí thêm cho chúng ta cái chế độ Protect Tone. Bởi vì nếu mà tôi không bật cái Protect Tone này lên thì khi mà tôi di kỹ có thể các bạn sẽ nhận được một cái kết quả trông nó rất là tệ, nó sẽ đen xì ra như thế này. Đấy. Nhưng nếu mà tôi đánh dấu cái Protect Tone thì tôi có thể di cho tới khi nào mà nó cảm thấy rằng là đến độ thì nó dừng, tại vì nó sẽ không cho làm tiếp nữa. Nếu làm tiếp nữa thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng đen xì giống như là góc trên này, thì nó sẽ làm cái ảnh của chúng ta biến đổi tông màu đi, nó không còn giống như là cái tương quan màu vốn có trước đấy nữa. Thế thì cái công cụ Burn Tool với Dark Tool, cách xử lý của nó thì cũng tương tự nhau, đơn giản, chỉ có điều là hiệu quả của nó thì nó hơi nghịch nhau một tí, một cái là làm sáng lên và một cái làm sẫm đi. Đấy. Và cũng tương tự như là cái công cụ Dark Tool thì nếu mà chúng ta để ở chế độ Shadow thì khi chúng ta di vào những cái khu vực tối thì nó sẽ làm khu vực tối tối nhanh hơn so với các khu vực khác. Thế còn Highlight thì khi chúng ta di vào các khu vực màu sáng thì nó sẽ làm các khu vực sáng đó nó tối đi nhanh hơn các khu vực tối hoặc là trung bình. Thế đấy là công cụ Burn Tool và Dark Tool. Và cuối cùng ở trong nhóm này thì chúng ta có một công cụ, nó gọi là công cụ Spong Tool. Spong Tool thì trước khi nói về công cụ này thì tôi cần phải giải thích với các bạn một chút về các khái niệm, về nhận thức về ánh sáng và màu. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nhận thức màu thì nó bao gồm những yếu tố như thế nào. Màu sắc thì nhận diện được thì chúng ta phải có đủ 3 yếu tố đó. Một là phải có mắt thì chúng ta mới có thể nhìn thấy các vật và nhận thức được về màu của nó. Hai là phải có vật thì mắt mới nhìn vào được. Nhưng mà có hai cái đó rồi thì vẫn còn một yếu tố nữa, đó là ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì dù có mắt và dù có vật chúng ta cũng không nhìn được cái gì hết. Thế thì ở đây khi mà có 3 yếu tố thì chúng ta xác định luôn là những yếu tố nào nó tác động tới cái nhận thức về thị giác và nhận thức về màu sắc nhiều. Thì trong 3 yếu tố đó, yếu tố vật chúng ta tạm coi là một cái yếu tố mà không có biến đổi nhá. Yếu tố mắt có biến đổi không? Có, yếu tố mắt có thể biến đổi, nghĩa là chúng ta mở mắt to hay là chúng ta khép mắt nhỏ lại, tức là cái độ mở của mắt to hay nhỏ, co giãn của đồng tử lớn hay bé thì nó cũng là một yếu tố mà nó có cái sự thay đổi. Tuy nhiên cái mà thay đổi nhiều nhất thì lại là ánh sáng.
với ánh sáng mà thay đổi khác nhau thì cái nhận thức của chúng ta về cái đồ vật cũng như về màu sắc của cái đồ vật đó nó sẽ thay đổi rất là dữ. Tôi nói ví dụ như là các bạn quan sát một cái gì đó mà các bạn quan sát ở trong ánh sáng ban ngày nó rất khác với lại các bạn quan sát nó ở trong ánh đèn ở trong phòng đó. Mà ở trong phòng thì các bạn sẽ xem nó cũng có những cái sự khác biệt. Với cái đèn sợi đốt ánh sáng vàng thì các bạn quan sát thấy mọi vật nó khác. Với cái ánh đèn mà kiểu ánh sáng lạnh như là ánh đèn neon hay ánh đèn led thì nó lại khác. Mà nếu kết hợp hai cái ánh đèn đó lại với nhau thì các bạn lại nhìn nhận thấy màu sắc nó khác đi một cấp nữa. Như vậy là sự thay đổi của nguồn sáng nó sẽ tác động mạnh nhất tới cái vấn đề nhận thức màu sắc của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể hình dung thế này, đó là khi mà tôi quan sát một vật với các thời điểm khác nhau, với độ mạnh yếu của ánh sáng khác nhau thì chúng ta sẽ nhận thức được màu sắc nó rất khác nhau. Lấy ví dụ như là các bạn trồng một cái bụi hoa, trồng một cái bụi hoa ở trước cửa nhà mình chẳng hạn. Đấy, sáng sớm tinh mơ mờ đất, bạn nào mà chăm chỉ đi tập thể dục thì lúc đó các bạn sẽ thấy là màu sắc thì lúc ấy buổi sáng nó sẽ rất là nhạt. Đấy, bởi vì ánh sáng buổi sáng nó yếu thì các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ nó rất là nhạt nhòa về màu sắc. Thế nhưng cũng cái bụi hoa đó, nếu như các bạn đi làm hay đi học buổi trưa và về nhà nắng vỡ đỉnh đầu thì các bạn sẽ thấy là cái bụi hoa đó màu hoa, màu lá nó cực kỳ rực rỡ với cái ánh sáng, ánh nắng mạnh buổi trưa. Thế nhưng nếu như chúng ta lại giống như những hôm mà đi học muộn ở đây về này, 9 giờ tối về mà đèn đóm chả bật thì các bạn sẽ chả nhìn thấy màu. Các bạn sẽ chỉ nhìn thấy một cái đống đen lù 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 trước cửa thôi. Thế thì cái đối tượng vẫn không thay đổi, đúng không? Đấy, cái bụi hoa trước cửa nhà các bạn không hề thay đổi, nhưng các bạn quan sát nó vào những cái thời điểm khác nhau với cái nguồn sáng mạnh yếu khác nhau thì các bạn sẽ thấy là nhận thức về màu hoàn toàn khác biệt. Thế thì cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề là kích hoặc là giảm màu sắc theo mô phỏng theo cái cường độ ánh sáng. Ở đây thì chúng ta có một cái công cụ nó gọi là công cụ Spong Tool, và công cụ này mô phỏng cái độ bão hòa màu tương tự như thế. Khái niệm bão hòa là nào? Làm cho màu sắc rực lên thì đấy gọi là bão hòa. Càng mạnh lên giống như là ánh sáng, tăng cường độ càng mạnh, ánh sáng mạnh bao nhiêu thì màu sắc nhìn rõ ràng và rực rỡ bấy nhiêu, thì đấy là cái khái niệm mà chúng ta gọi là bão hòa. Thế còn không bão hòa thì nó lại là ngược lại, nó lại là ánh sáng yếu đi bao nhiêu thì màu sắc chúng ta nhận thức nó càng giảm đi bấy nhiêu, và nếu đến một độ nào đó thì chúng ta sẽ không nhận thức được màu sắc nữa. Thế thì ở đây công cụ Spong này chúng ta có hai chế độ thôi, nó là chế độ Saturate là làm màu bão hòa, và Desaturate là làm cho màu không bão hòa. Đấy, và bây giờ tôi sử dụng cái công cụ này và tôi di vào trong cái bức ảnh đó. Nếu mà tôi để ở chế độ Desaturate đây, tôi di thì các bạn sẽ thấy rằng tôi di vào đâu thì màu sắc sẽ mất dần. Và nếu mà di kỹ thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy nó giống như là một bức ảnh xám thôi, chỉ có các độ đậm nhạt, còn màu thì không thấy đâu. Nhưng ngược lại, nếu như tôi để ở chế độ Saturate thì tôi di đến đâu thì các bạn sẽ thấy rằng là màu nó rực lên đến đấy. Không phải là sáng đơn thuần mà ở đây là rực lên. Nó giống như là các bạn mà cảm giác là ánh nắng nó chiếu đến đâu thì bắt đầu là cảnh vật nó rực rỡ lên đến đấy. Thì đây, kết quả chúng ta nhìn thấy là di cái công cụ này vào đâu thì nó làm màu sắc nó rực lên đến đó. Thì đấy chính là cái tác động của cái công cụ Spong Tool này. Đấy, chúng ta có hai kiểu, một là làm giảm nhẹ màu đi, nhạt bớt màu đi, và một cái thứ hai là làm cho màu nó rực lên. Như vậy là chúng ta làm quen thêm được ba cái công cụ mà nó giúp chúng ta giải quyết các vấn đề là làm sáng, làm tối, đúng không? Và làm màu sắc rực lên, hoặc là làm màu sắc nó dịu bớt đi, hoặc nếu mà đi đến kỳ cùng thì nó sẽ làm cho cái màu là mất đi, chỉ còn lại độ đậm nhạt mà thôi. Thế đấy là cái thao tác
chỉnh màu với lại nhóm công cụ Dock Tool, Burn Tool và Spong Tool.